lắc tay luôn nha, lắc tay mà chăm những cái mẫu mà thuộc dạng là nhẹ nhẹ mảnh mảnh xinh xinh nha. Em bây giờ em sẽ quay hình ảnh hết yêu coi nha, em sẽ quay từ trong vô ngoài nha. Rồi đi theo chị nha, đi từ nha, đừng có liên màn hình. Rồi đây chị hãy giới thiệu thêm cho khách yêu thấy á, là quay từ khúc này qua thôi nha. À, đó những mẫu nhỏ lắc nhỏ xinh xinh nè, lắc tay này nè, rất là nhẹ luôn, chỉ có nó là lắc tay hết nha. Một chỉ 0.9 ly 8 nha, một chỉ 0.98 nha, đó rất là đẹp, lắc cham nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đó hay là em qua bên đây đi, chị đứng bên đây chị nhìn cho nó rõ nè. Đó rồi, đợi chút xíu nha. Rồi ok, rồi bé ra nó là cưng quá đi, rất là dễ thương nha. Đây công ty nó dán tìm tay trái mất, cái này là rất là dễ thương luôn, một chỉ 62 nha, một chỉ 62, trời dễ thương quá, không biết miêu tả làm sao nữa. Cái này là hình cái nhà, cái nấm đây, cái nấm nè, con bướm nè, cái thơm nè, hoa nè, rồi chữ lớp, rồi cái này là giọt nữa. Con chỉ 62 đó, rồi cái này lắc tay nha, lắc tay mình đeo nè, rất là dễ thương luôn đó. Đó giống như em đeo nè, đó rất là dễ thương, một chỉ 62 nha khách nha. Rồi em xuống lớp này nha, rồi cũng tương tự giống như nè, là cái này là một chỉ 9.55 nha, một chỉ 9.55, rất là đẹp. Cái này là mẫu mới luôn á khách nha, cái khoen này là công ty thiết kế là mẫu mới luôn á, một chỉ 95 nha. Không vậy chị cho nhanh nè. Rồi à, cái lắc này em đang đĩa nè, là một chỉ ở đây, một chỉ 2 nha khách nha, một chỉ 2 nha, một chỉ 2 à. Đó rồi à, cái lắc tiếp tục em đang chỉ này á, là cái lắc này là một chỉ 5/50, một chỉ 5/75 nha, một chỉ 5/75 à, lắc này nha. Thôi cầm lên đi em, chứ đĩa vậy là không thấy được đâu. Em về hai cái này hết nha. Rồi á, lắc này nè. Rồi, trái tim đôi, trái tim đôi nha. Đó, để cầm. Lắc này á, là 1.07 nha hết nha. Lắc tay nha, 1.07 nè, 1.07. Rồi cái lắc này luôn, lắc này rất là đẹp luôn, cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nè, rất là nhiều cham luôn. À, một chỉ 65 nha, một chỉ 6.5. Lắc này là lắc cỏ bốn lá nè, màu có màu đỏ, màu đỏ nè, màu trắng nè, phun tắm nè. Đó nó có màu đen luôn nha chị. Cái này á là nó có màu đen luôn nè khách nè. Đây cái này là có màu đen luôn nha, em giới thiệu cho mình là màu đen luôn nè, cái này màu đỏ màu đen luôn. Một, 2 chỉ 0.75 nha, 2 chỉ 0.75 à. Đó 2 chỉ 0.75 nha khách nha. Rồi ok, hai màu nha khách nha. Rồi lắc cỏ bốn lá, cái này là em về thêm nha khách nha, em về thêm lại á. Cái này nè là một chỉ mấy, à, bị lật lật ha, là do em đĩa cái tay em nó run quá rồi đó. Cái này á là một chỉ rưỡi nha, một chỉ rưỡi cho khách yêu nha. Rồi em xuống ha. Rồi à, những cái mẫu lắc giống như vậy nè thì là nó rất là nhẹ luôn, thanh mảnh lắm, dễ thương lắm á. Con chỉ à, chỉ 0.25 à, một chỉ 0.25 nha. Đó ba cái tim đỏ nè, một chỉ 0.25,
Rồi thêm cái lắc này nữa cho mình nữa nè, lắc này cũng lắc cậu lá luôn. Cái này em có bông tai luôn nha, bông tai toàn ten y chang cái mẫu lắc này luôn à. Lắc này á, thì hôm nay vì á, là một chỉ 47, một chỉ 47 nha. Đó rồi, cái lắc này là hồi nãy em có giới thiệu nè, hồi nãy nó là lắc nhỏ nha, bây giờ là có giới thiệu em lắc lớn nè, để khách dễ phân biệt nha khách nha. Lắc lớn nè của nó nè, đó lắc này là 2 chỉ lẻ 4 nha, 2 chỉ lẻ 4 thôi, rất là đẹp. Chào lại màn hình giúp em nha khách nha. Rồi người ta thiết kế rất là nhiều mẫu mã rất là đa dạng luôn, nhìn nè, cái này là mặt trước nha khách nha, cái này mặt sau nha, đó nhỏ nhỏ hình xinh luôn. Cái này là 9/75 à, 9/75 thôi nha, nhỏ nhỏ hình xinh luôn. Rồi em có màu đen nè, lắc tay màu đen nè, đó màu đỏ nha. Em có này là em có 2 màu nè, 2 màu nha, 9 phân. Ở đây là 9 phân nha khách nha, 9 phân thôi, có 2 màu, màu đen và màu đỏ, có trái tim bờ môi để phải kết hợp chung luôn nha. Rồi kết hợp theo cho mình á, rồi cưng quá vậy cưng nè, có heo này nha, rồi chiếc xe ô tô nha, rồi hình con gì đó, hải cẩu, cái gì hải cẩu phải không ta, không, con thỏ, hình con thỏ nha khách nha, hình không khí cầu nè, một chỉ mấy là ta, 1 chỉ 8/85, 1 chỉ 8/85 nha. Con mắt em bây giờ nó bị hoa rồi hết ơi, thông cảm nha, em đọc nó chậm chậm chút xíu nha. Tới bây giờ hơi số vậy đó, 1 chỉ 8/85 nha, rất là đẹp luôn. À, em coi cái nào mà nó mẫu giống giống nhau á, em đưa chị nha. Cái này là có màu đen nè, màu đỏ nè, đó em có màu đen và màu đỏ nha. Lắc này là 9/4 nha, 9/4 đó, màu đen màu đỏ luôn. Rồi à, cái lắc này, cái này dễ thương lắm, à cái này đó thì nó có bản nhỏ mà màu nữa không em, một khác nữa không. À cái này á thì là em có 2 cỡ nha, một cỡ lớn và một cỡ nhỏ. Cỡ lớn của mình nè là 1 chỉ 0/4.5 cỡ nhỏ thì cỡ nhỏ là, xin lỗi khách yêu nha, 1 chỉ 0/4.5 nha, đó. Còn cỡ lớn của mình nè, cỡ lớn này em đang cầm lên tay nè, 1 chỉ 22, 1 22 nha khách yêu ha. Rồi cái lắc này á, là lắc lắc kiểu gì đây, nãy mình đưa lên kia ta, nửa bằng trăng nha. À đúng rồi, lắc trăng thì phải có sao ha khách nha, trăng mà sao phải đi cùng nha, đó rất là đẹp luôn. Cái lắc này á là mặt trăng này là 8/05 nha, 8/05 nha khách yêu nha, em đang cầm lên tay nè, 8/05 thôi đó. Chụp bằng là nha, chụp bằng là giúp em nha, mình nhắn tin qua số điện thoại giúp em nha là 0938167253 nha. Rồi lắc mà ngôi sao này đó là 8/3 nha khách nha, nó trên nha, một chút xíu thôi nha. Rồi em sẽ giới thiệu thêm cho mình luôn là lắc này rất là dễ thương, lắc gì em, à lắc này lắc hoa nè, lắc hoa mà hiền đen và trắng nha, ở dính giữa là nhị hột trắng nè, kết bi nè, rất đẹp luôn. 1 chỉ 265, 1 chỉ 265, 1 chỉ 265 thôi nha khách nha. À cái này là toàn ten hoa cánh chim hải âu nha, cái này là 1 chỉ 085 nha. À đó, 1 chỉ 085 nha, để em cầm cho mình khỏi bị ức chế. Rồi cái lắc này nè là em có nguyên một cái lắc là bông tai nè, à dây chuyền ha,
Rồi bây giờ là em sẽ về thêm cho mình, phục vụ hết mình luôn là lắc tay nè. Lắc tay này á là một chỉ 9/15, lắc hình con bướm nha, bướm đen. Ở dính diễu nó là nhị hoa cái tấm nha, rất là đẹp, phun tấm đều hết luôn nè khách nè. Đó, một chỉ 9/15 ha, cho bằng hài giúp em ạ. Rồi em về thêm là lắc tay cỏ, cỏ bốn lá này mà hiền đỏ nha, hiền đỏ rất là nhẹ luôn. Cái này chỉ có là 8/15 thôi, rất là nhẹ luôn. 8/35 nha, 8/35, nhỏ nhỏ hơn xinh cực kỳ dễ thương luôn. À cái này thì em có hai màu nha, à, hai kiểu, màu có màu đen cái này hết nè, dễ thương lắm, nó nhỏ hơn xinh nè. Con này có 7/95 thôi, 7/95 nha. Hồi nãy cái này đưa ra cho em, cái này, à cái này hồi nãy là em đưa rồi, nhưng mà em đưa cỡ lớn nha, em để cho khách dễ phân biệt nha. Cỡ này là cỡ lớn nè, em cứ phân văn hoài đó là cỡ lớn nha. Rồi bây giờ là cỡ nhỏ nha, cỡ nhỏ thì nó có hột tấm dính giữa nữa, thì nó có hai màu, màu đỏ màu đen luôn. 8/85, 8/85 lo nha khách nha. Dạ rồi. Rồi á, bây giờ á, em giới thiệu thêm cho mình á, là lắc bi nè. Đó, lắc bi Dio nha. Hồi nãy là em có dây luôn, em có dây nha, bây giờ em thêm lắc nè. 1 chỉ 6/75 ha, 1 chỉ 6/75, rất là đẹp luôn. Cái này là bi, cái tấm bi đều hết luôn nha. Rồi Dio, hiền đen nha. Rồi, cái này là Chanel ha. Lắc Chanel này đó, hồi nãy cũng có dây luôn nè khách nè, rất là đẹp luôn. 1 chỉ 8/65 nha, 1865 à. Rồi lắc là lắc lớp nha, lắc chữ lớp. Lắc chữ lớp này á thì nó cũng là kết bi đều luôn, 1 chỉ 6/3, 1 chỉ 6/3 nha. À cái lắc Chanel này á là bữa trước là cũng có một chị đặt nè, là hôm nay là em về hàng nè chị yêu ha. Rồi lắc Chanel nha, cái này là có dây luôn, có bông tai luôn, rất là đẹp luôn, bông tai toàn ten, thanh thanh nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi đẹp quá. À, lắc này là lắc chỉ cong nha, bi Dio nè, toàn ten ở dưới là bi luôn. Rồi đẹp quá. 1 chỉ 8/3, 1 chỉ 8/3, 1 chỉ 8/3 nha hết nha. Wow, cái này là lắc cham nha, giữ bên đó đi em, giữ bên đó đi chị đi. Cái này là lắc cham nè, cham chữ H nha, màu xanh, màu đỏ và là màu hồng nha. Hai bên này là bi nha, dây này bằng vàng nha khách nha, bằng vàng nha, hàng thiết kế của công ty nhập về luôn á. 3 chỉ 2/24 nha, 3224 à. Dạ rồi, cái này là hôm nay là em về lại nè, lắc Chanel nè, 1 chỉ 5/48, 1548 nha. Em về lại cho bữa trước em cũng có về rồi á đó. Cái lắc bi này á là em cũng có về thêm luôn nè, về thêm cho mình luôn ha. Cái này á là 3 chỉ 0/94 nha, 3094 cho khách nha. Ba chỉ 0.94 nha. Rồi cái lắc bảng này dễ thương quá luôn á, bảng là cách tắm nha. 2 chỉ 5/04, 2 chỉ 5/04 nha khách nha. Em để cái mẫu lên cho nó thấy rộng lượng khách hình, chụp hình lại giúp em nha. Rồi cái lắc này là lắc phun cham nha, lắc phun cham của mình nè. À mặt ngựa đó, cái này nè là 3 chỉ 0.94 nha, 3 chỉ 0.96, em ơi em nói nhầm. Trái tim nè, vỏ sách nè, rồi cham bi nè, phun đều hết luôn, ba màu nha khách nha, rất là đẹp. 36. Rồi lắc này là lắc bi đều hết luôn nè, lắc là lắc phun bi đều nha, rất là đẹp. 4 chỉ 0.92 nha, 4092. Cái này là em để ngắn lại cho hết nha, chứ nó dài lắm nè. Đó, rất là ok luôn.
Rồi, à, lắc này là lắc con cá nha, em có về thêm cho mình nha. Cái này là 2 chỉ 4 phân 16 cho khách nha. 2 chỉ 4 phân 16 à. Lắc này lắc cham con cá hôm nay em có về thêm nha. Đó, em có về thêm cho mình luôn nè. Rất là đẹp. Đó, lắc này là em cũng về thêm luôn. Có con cá con gái à. Đó. Lắc này trọng lượng là 3 chỉ 7 phân 78 nha khách nha. 3778 nha. Rồi rất là đẹp. À, em có về là lắc cham nha, đưa một cái cho khách dễ hình nhìn rõ mẫu em. Đó là lắc cham nè. Lắc cham này là 1 chỉ à 2 chỉ 7 phân 17. 27 17 nha. 2 chỉ 7 phân 17 nè. Đó, cham của nó là có cham món luôn nha khách nha. Em cầm lên cho mình thấy. Đó. Rất là dễ thương. 2 chỉ 7 phân 17. Trời, trái tim nè. Có chìa khóa nè, pha lê nè. Rồi có cham sỏ vô nè. Rất là đẹp luôn. 4 chỉ 32. Em quay cho khách thấy rõ cái tem nè em. 4 chỉ 32 nha. Nói gì phải để tay đây đi ha. 4 chỉ 32 ha. Rồi. Rồi em giới thiệu thêm cho mình là mấy cái lắc này nữa nè. Là em cũng có về thêm nha, dễ thương lắm luôn á. Bữa trước em có like mà em bán hết trơn luôn rồi. Lắc là lắc bi nè, ba màu nha, huyền, đỏ và là cỏ màu xanh nha, nhị giữ là màu vàng. 1 chỉ 4 phân 72. 1 chỉ 4 phân 72 nha khách nha. À, rồi lắc này cũng dễ thương nè. Lắc này là lắc chiếc guốc nè, rồi ổ khóa này là hoa mai nè. 2 chỉ 63 nha. 2 chỉ 63. Ở dưới giữa đó là quả cầu lồng đèn luôn á. Đẹp lắm. 2 chỉ 63 thôi. Cái này là lắc bi ha, lắc bi 3 bi luôn nè. Bi 3 hàng nè. Bi 3 hàng là cham luôn. Cham là tấm dính giữa nha. Đó nó bị lật lật gì đó ta. À đây đây đây. Lắc là lắc cham nè. Rất là đẹp. Bi bụng nha hết nha, bi bụng nha. Si hai màu luôn, trắng với vàng nha. 3 chỉ 4 phân 36 ha. Chào bằng này là giúp em ha. Trời. Trời. Thì giới thiệu thêm nhẫn cưới luôn đi em. À, mình dòng ra phía ngoài mình giới thiệu thêm nhẫn cưới luôn đi. Thì nhẫn cưới mình sẽ quay cho khách hàng là mình cái này là hôm nay em có về thêm nha, giúp tiệm em rất là nhiều mẫu luôn nha khách nha. Đó, em quay nhá hàng thêm là nhẫn cưới cho khách đi. Rồi để xưa có gì khách ra tiệm nha. Có gì mình lựa sản phẩm nhẫn cưới thì mình ra tiệm giúp em nha. Cái này giống như nè, rất là nhiều mẫu mình dễ lựa hơn nha khách nha. Vì cái này là em chỉ là có nhá thêm mẫu cho mình thôi. Nè. Cái này một cặp nó qua tầm khoảng là có 1 chỉ mấy thôi mà hột xoài nhân tạo đẹp lắm khách ơi. Có cái mẫu nó cũng đẹp nè, cái mẫu mà hình nè. Hình trái tim nè, hình Cartier nè. Trái tim ghép lại nè. Đó, cái này là Cartier nè, đó, rất là đẹp nè. Cái này Cartier à. Một cặp nó có chỉ 78 thôi là hai chiếc luôn á. Cũng có một cái cặp mà hình trái tim nữa cũng đẹp lắm. Thì có chữ rồi chữ lớp nè, forever nè, rất là nhiều luôn. Đây. Hồi nãy em thấy cái mẫu rồi đó ta. Cái mẫu là nói chung rất là nhiều mẫu đẹp. Thì bây giờ em chỉ có nhá sơ cho mình thôi nha. Nhá sơ thôi cho khách nha, khách yêu nha. Có gì mình ra tiệm giúp em nha. Đây, cái mẫu này là cực kỳ dễ thương nè. Chị ướm thử lên tay cho khách thấy nè. Cái này là hai bên nó là hai trái tim nè. Ở chính giữa là có chữ forever nha. Là mãi mãi chị. Thì cái này là cái ý nghĩa đó là hay luôn. Thì là chắc chắn của mình á, thì mọi người sẽ biết ý nghĩa là như thế nào, là trái tim là mãi mãi bên nhau. Thì là cái này là mình sẽ đeo là thuộc dạng là mấy bạn quay dây mấy bạn cười á, là em nói là hai em hay nói là thiếu á, là mấy bạn hay cười em á, em không nói được luôn á. Thì cái này nè, nó là một chỉ con chỉ 4 phân 12 thôi, rất là nhẹ luôn, dễ thương lắm. Thì anh chị nào mua nhẫn cưới thì ghé tiệm em nha. Bây giờ để tập mấy em tập tám thôi. Thì bây giờ á, thì bây giờ là sau đây thì em sẽ kết thúc.